Chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua, Bay Marvel Việt Nam đã tổ chức buổi offline lần thứ 5 mang tên Avengers Cuộc Chiến Vô Cực tại CGV Golden Plaza. Buổi offline đã nhận được sự tham dự nhiệt tình của hơn 100 khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như đến từ các vùng lân cận như là Cần Thơ. Sau buổi chiếu phim, mọi người đã nán lại tham dự chương trình giao lưu, trả lời câu hỏi trên quà tặng hấp dẫn cũng như là chụp hình lưu niệm. Buổi offline Avengers Cuộc Chiến Vô Cực đã để lại những dư âm rất ngọt ngào trong lòng khán giả. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những buổi offline tiếp theo của Marvel Việt Nam nha! Chúng ta có Hulk, Iron Man, Falcon, Ravager, Google, Galaxy. Thì một trong hai đáp án đó bạn chọn nào? Black Panther, Black Widow, Avenger, Doctor Strange, Spider-Man, Thor, Winter Soldier, Captain America và War Machine. Thì 10 bạn trên đây và những bạn chơi đều sẽ có đồng xu vô cực này. Rồi, ok, mỗi bạn sẽ được một cái. Ngoài ra ở đội thắng, 5 bạn ở đội thắng, mỗi bạn sẽ nhận thêm được một cái vòng cổ từ Disney. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã tham gia chơi với bọn mình. Tất cả là sẵn sàng, mời ban... Mời ban kỹ thuật mang hộ mình cái thùng phiếu lên giữa sân khấu vậy. Rồi, ok, bạn đầu tiên sẽ là bạn có số ghế hàng D. Có ai hàng D không? Wow, đây bao nhiêu đây? Mời số ghế. Chào Đức Anh, không biết là đây là lần thứ bao nhiêu Đức Anh tham gia offline của Marvel Việt Nam nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình được tham dự một buổi offline của Marvel Việt Nam. Bạn thấy sao? Một bầu không khí thật tuyệt vời. Tại vì bạn thấy chúng quà nên bạn thấy tuyệt vời nên hay là tại vì mọi người tuyệt vời? Ngay từ ban đầu là mình đã 24 là đã được mình được một anh ở bên CGV có bạn làm ở bên CGV thì là có vé dự mời xem vé xem trước, nhưng mà trước đấy thì mình đã đăng ký ở bên
Marvel là mình tham dự những buổi offline ngày hôm nay. Thế từ hôm đấy đến hôm nay thì mình chưa thể xem Eternity thì vừa. Ok, đây là lần đầu tiên của bạn đúng không? Đây là lần đầu tiên đó bạn. Chúng ta một cái phải gọi là mình muốn dành chọn một cái bộ phim toàn bộ, toàn tâm toàn ý cho cái buổi offline ngày hôm nay. Lần đầu tiên mình xem và khi phim hết không một ai đứng dậy. Bình thường xem ở ngoài thì thấy mọi người đi đứng dậy, mọi người đi từ dần đi về, còn lại lác đác một vài người ở lại xem phần after credit. Hôm nay một không khí thật tuyệt vời. Các bạn có thấy bản thân tuyệt vời không? Rồi, cảm ơn những chia sẻ của bạn Đức Anh. Thì phần quà của bạn Đức Anh là một con Funko Spider-Man. Ok. Hy vọng anh ấy sẽ sống lại. Ngoài ra thì có một phần quà nữa do bạn chia sẻ hay quá. Thì bên ban tổ chức đã có chuẩn bị cho bạn một bộ poster Avengers. Ok. Không để các bạn chờ đâu. Ai muốn đôi dép của cần? Wow. Chưa nào mà. Có là kia rồi. Đôi dép không? Đôi dép là món quà của. Ok. Đây là đôi dép vô cực do trang điện ảnh Movic tài trợ cho Marvel Việt Nam một buổi offline này. Rồi rất là cảm ơn các anh chị bên Movic Việt Nam. Cảm ơn ạ. Đây. Chết. Yep, vô cực phiên bản Việt Nam. Người ta có 6 viên, đây 10 viên. Rồi, xóa sổ để đây này, xóa hết luôn nè. Rồi, ok. Này mình không biết sai mấy nữa, nhưng mà sai lờ lờ là sai gì nhờ? Là bự hơn ít lờ. Rồi ok, thì không để bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ tiến hành với bà quay đôi dép này nha. Rồi ok, cho bọn em xin mời chị Hương bên Movic Việt Nam lên bóc cái bà quay này. Tên là Rin, mình đến từ Cần Thơ. Và mình đi từ Cần Thơ buổi sáng là để đến tới đây để dự buổi offline. Bạn có muốn thử luôn không? Thì cũng chia sẻ với các bạn luôn, thì bên ban tổ chức bọn mình thì cũng có một bạn từ Cần Thơ tới sáng nay cũng là đồng hương với bạn Huy luôn, thì mời bạn Lễ đây xíu là hai bạn có thể giao lưu bấm tay đi về chị về chung chuyến xe ok thì cho mình hỏi vài câu nha. Thì sáng nay Rin bắt chuyến mấy giờ đi? Mình đi đến đây là chuyến 8 giờ, nhưng mà do bánh kẹt xe quá nên bắt 12 giờ nữa.
Còn lễ đi chiếu mấy giờ? Mình đi chiếu 8 rưỡi, đến đây khoảng 12 giờ. Định mệnh rồi mà anh... Định mệnh là chơi gặp nhau ở đây rồi đúng không? Điểm đến là đây, hội trường này. Rồi, thì có đôi luôn nè. Đấy, chỉ độc quyền ở tại buổi offline này thôi. Các bạn có thể cho anh Đạt gia đình ngộ một vỗ tay không ạ? Rồi. Ok, thì phần quà này cũng sẽ là phần quà giveaway. Nên là xin mời anh Đạt lên đây bốc giùm em một cái phiếu thăm may mắn trong hội trường này ạ. Mọi người muốn số ghế bao nhiêu ạ? Sao không H7. Ai... H7. Không ai hứng thú với tấm hình này nè. Mất vé nè, không cần vé, cần ngồi đúng ghế. H7. Rồi, H7. Tấm này là size A0 nha, lớn lắm. C, lại hàng C. C ơi. Mình chào tất cả các bạn, mình tên là Lin, mình đến từ DC. Ok, rồi phần quà tiếp theo đó chính là một cái poster khác từ anh Ngọ. Rồi nhưng mà nó không dừng ở đó, đây là phần quà cuối cùng rồi. Nên là nó sẽ bao gồm rất là nhiều thứ khác nữa. Đó. Nó sẽ bao gồm một poster từ thăm ba gia đình ngộ, sẽ không một một cổ, một đồng xu với một cái bộ poster. Không biết nữa, F2. Có rồi. Ok, mà bạn F2 đây ạ. Các bạn có vậy là có quà mấy bạn được. Rồi ok. Đúng rồi, chính xác F2. Rồi, chào bạn. Bạn tên gì hả? Mình tên Di ạ. Di. Dạ. Rồi ok, bạn có thể giới thiệu về mình. Thì là bạn lần đầu tiên tới đây hay sao? Em lần đầu tiên tới đây. Lần đầu tiên tới tham gia offline. Rồi. Bạn xem phim của Marvel bao lâu rồi? Từ Iron Man 1. Năm rồi. Wow. Em ơi, cho anh cái áo bao mi đồ. Đây là chúng ta có bạn Di, fanboy Marvel 10 năm. Bạn có thích DC không? Có. Bạn coi bạn thích nhân vật nào của bên DC? Martha. Thích nhân vật nào ạ? Thích Wonder Woman. Còn bên Marvel bạn thích nhân vật nào? Bên Marvel thích Iron Man. Sao nó nghịch quá vậy? Ok, thì nói chung là cũng cảm ơn bạn rất là nhiều đã tham dự buổi offline này của tụi mình. Rồi. Kiểu gì mình không có quà hết. Mình là hơn bao nhiêu ở đây rồi. Xin lỗi các bạn nha. Các bạn là bạn này có nhiều quà hơn rất là nhiều bạn đây rồi. Đúng không? Thì đây anh mời anh Đạt trao quà cho bạn này. Là một cái poster Infinity War. Rồi. Và một bộ poster Infinity War. Xịn. Dạ rồi. Ok. Rồi, và một cái vòng cổ từ Marvel Studio cũng như là một đồng xu vô cực. Rồi, một combo quá tuyệt vời. Rồi, okay. Rồi cảm ơn anh Đạt và bạn Di đã tham gia buổi offline này của tụi mình. Hy vọng là có thể gặp hai người trong những buổi offline tiếp theo. Cảm ơn ạ. Rồi, cho một tràng pháo tay ạ. Avengers!